Thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện đến cơ sở. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch như tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp tăng 0,5%, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào lớp 1 và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất đối với các điểm trường khó khăn để nâng cao được cái môi trường giảng dạy cho các em học sinh, đồng thời cũng huy động sự nỗ lực, cố gắng cũng như là đồng thuận của nhân dân để trong quá trình cho các em học sinh đầu tư về thời gian cũng như là giờ giấc để đầu tư cho các em học sinh được học tập. Huyện Phú Bình hiện có 61 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với tổng số gần 37.000 học sinh. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, củng cố nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ngay trước thềm khai giảng năm học mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa được thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung nghị quyết số 24 về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên. Với việc nghị quyết đưa vào thực hiện sẽ giúp việc thuê khoán giáo viên của huyện Phú Bình cũng như toàn tỉnh cũng dễ dàng hơn, tháo gỡ khó khăn, bài toán thiếu giáo viên hiện nay. Sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong cái thời điểm và hiện tại hiện nay thì điều kiện để cho giáo viên bắt đầu bước vào nghề cũng như những giáo viên đã công tác lâu năm ở tại trường cũng như toàn bộ trong tỉnh Thái Nguyên có một cái mức hỗ trợ đã đảm bảo được cho cái cuộc sống của cán bộ giáo viên. Nhìn lại năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Phú Lương đã tích cực triển khai, thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp tăng 40,5% so với năm học trước. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. 100% nhà trường đã thực hiện xác thực định danh trên cơ sở dữ liệu ngành. Toàn huyện hiện có trên 90% trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, huyện đã phân bổ lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo phòng học và các phòng chức năng với số tiền gần 60 tỷ đồng, đầu tư 6 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị trường học. Đây là nền tảng để toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, thành phố đã đầu tư nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Năm học 2022-2023, thành phố có tổng số 152 trường học với trên 75.000 học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lồng ghép có hiệu quả các chương trình đề án về giáo dục. Việc sắp xếp các trường, điểm trường được quan tâm triển khai, giảm 3 điểm trường của cấp mầm non, giải thể một trường mầm non ngoài công lập, thành lập mới hai trường mầm non ngoài công lập, tách trường tiểu học đội cấn thành hai trường. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Năm học này, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và tiếp tục tăng số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường, phấn đấu giữ vững và ngày càng phát triển. Hòa chung với không khí ngày khai giảng, năm học mới này, niềm vui đã đến với các thầy cô giáo và các em học sinh dân tộc Tày Mông Giao ở xã Thần Sa khi điểm trường tiểu học và mầm non Xuyên Sơn được hoàn thành và đưa vào sử dụng ở ngay tại nơi trung tâm nhất của 4 bản thuộc diện sâu xa nhất của xã Thần Sa.
Năm học 2023-2024, huyện Võ Nhai có trên 16.000 học sinh, gần 1.500 cán bộ giáo viên, nhân viên. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã tập trung rà soát toàn bộ điều kiện phục vụ dạy học để kịp thời chỉnh trang, sửa chữa lớp học, mua sắm các trang thiết bị dạy học, đảm bảo đủ định mức theo quy định. Tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. Riêng trong dịp hè vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo sửa chữa, cải tạo 16 công trình lớp học, nhà công vụ giáo viên với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Huyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực, sách giáo khoa để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Năm nay con được học một ngôi trường khang trang, con rất là vui. Con sẽ hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Năm học 2023-2024, huyện Định Hóa có 835 lớp, nhóm lớp với tổng số trên 23.000 học sinh. Để đảm bảo trường lớp cho năm học mới, ngay sau khi học sinh nghỉ hè, việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa, xây mới hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được các trường nhanh chóng triển khai thực hiện. Đối với việc thiếu giáo viên dạy môn tin học, tiếng Anh và các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục huyện cũng đã kịp thời bổ sung giáo viên giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn. Năm học mới đã đến, toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Năm học 2022-2023 vừa qua, thành phố Phổ Yên đã tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 100% giáo viên ở các trường, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 20 dự án xây mới nhà lớp học với dự toán kinh phí trong 2 năm đạt trên 200 tỷ đồng. Năm học 2023-2024, thành phố đề ra mục tiêu duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, học sinh trung học cơ sở đạt học lực từ trung bình trở lên chiếm hơn 95%. Duy trì kết quả trên 99% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Khi là một học sinh mới của ngôi trường này, em sẽ phấn đấu học tập hơn để đạt những giải học sinh xuất sắc của ngôi trường, làm cho gia đình và ngôi trường rạng danh lên ạ. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024, huyện Đại Từ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học. Năm học này, toàn huyện có gần 41.000 học sinh, tăng gần 30 lớp với trên 1.000 học sinh so với năm học trước. Huyện cũng đã bố trí kinh phí trên 100 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học. Việc tuyển dụng giáo viên mới cũng đã được thực hiện, đáp ứng yêu cầu giảng dạy khi bước vào năm học mới. Trường tiểu học Lý Tự Trọng ở phường Thắng Lợi là một trong những trường học cấp tiểu học dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo ở thành phố Sông Công. Năm học này thì nhà trường không ngừng tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để giúp cái việc dạy và học được tốt hơn. Hôm nay thì hòa chung không khí khai giảng của các địa phương trên cả nước, các em học sinh ở đây cũng rất là hân hoan, vui mừng và phấn khởi, hứa hẹn một năm học mới đầy thắng lợi. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, thành phố Sông Công đã ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng, cải tạo trên các công trình nhà lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Hiện nay, toàn thành phố có 30 trên 34 trường đạt chuẩn quốc gia, 12 trên 30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học này, ngành giáo dục thành phố Sông Công phấn đấu tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 35%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96,5%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và lớp 6 đạt 100%. Hôm nay con thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè và thầy cô giáo sau 3 tháng nghỉ hè. Hôm nay đi khai giảng, con đã mặc đồng phục đẹp để chào đón các cô, các bạn. Con quyết tâm tham gia nhiều cuộc thi tốt hơn năm ngoái. Con mong các bạn cũng học tốt.
Cũng nhân dịp khai giảng năm học mới, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đến chúc mừng và tặng quà một số trường tại các huyện Đại Từ, Phú Lương và 23 điểm trường phía Nam tỉnh Thái Nguyên, tổng trị giá quà tặng gần 150 triệu đồng. Nhân dịp này, trong sáng ngày 5 tháng 9, tại trường tiểu học Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Hiệp hội Vận tải tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường, với trọng tâm hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên có trên 336.000 học sinh, tăng gần 3.000 học sinh so với năm học trước. Trong năm học này, cùng với ngành giáo dục và đào tạo cả nước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. Trong đó tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh. Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ năm học mới, đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Tiếng trống trường đã điểm, một năm học mới đã bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới. Cùng với cả nước, lễ khai giảng năm học mới tại Thái Nguyên đã được tổ chức thành công. Toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà cũng sẽ thi đua dạy tốt, học tốt. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc của mình để chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đúng như mong muốn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi phát biểu với toàn ngành trước thềm năm học mới.